gì trên trời. Kiểu gì đây? Nhưng mà nó còn kêu là nó thích nữa. Con chơi cái gì mà dơ dữ vậy rồi? Con thích mà con chơi này là cái gì? Đắt tét cái nước hả? Ướt ẩm 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 luôn. Trời ơi. Đây là cái nước thứ hai nè cả nhà. Đồ của Ron nó vậy á, dơ đến mức vậy. Đây là nước thứ hai vậy. Không thể nào mà giặt mới giặt, mình phải giặt tay luôn. Cha tổ vô đâu? Giờ hả? Sao từ đó? Sao đây rồi đó? Kia hả? Không nhờ cái xà bông này là giờ này là xong phim cái bộ đồ này rồi. Ngâm hai nước xà bông mà. Thằng Hành à? Sạch rồi đó. Sao cái nước đang sạch nè. Thôi, Owari. Thôi. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.